kính chào cả nhà. Hôm nay bên em mới về con Yamaha RS27 nha. Con này là ben cơ số cơ trợ lực lái bét kim, có số xoay ngược luôn nha, có cái khung trợ sẵn nè. Máy móc còn nguyên zin luôn. Nhà coi cái chốt gài bẩn nè, chốt gài bẩn của nó vàng bảy màu luôn nha. Thấy không? Vàng bảy màu nha cả nhà. Yamaha RS27. Nguyên xe nha cả nhà. Đó, nguyên rin luôn á. Bên em chỉ mới rửa lại thôi. Con này là bét kim, ben cơ số cơ trợ lực lái. Đó, ốc bít nè. Mấy cái chỗ gài bẩn ở nhà coi này, nó vàng nè. Thành phố Buôn Mê Thuột anh. Dạ, sát ngay bến xe phía Bắc thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk anh. Dạ, 93 Nguyễn Chí Thanh đó. Dạ dạ. Dạ. Thank you.
tới xong luôn là Hà Nội luôn rồi. Con này lớp trước thay mới rồi nha cả nhà. 74. Thay lớp mới rồi. Lớp mới thôi em không đi kể nữa. Cầu trước. Con này trợ được ti nhẹ lắm nha. Con này 145. 35 đi 145. 1.224. Lớp nguyên kinh của Nhật Triton nha cả nhà. Made in Japan. Đây. Nguyên kinh của Nhật. Con này thì chung quanh cái vành mâm của em nó là có bị nứt cái này cả nhà. Gai thì còn rất là cao và rất là đẹp nha. Đây. Gai còn rất là cao và rất là đẹp nha. Số cơ có số xây ngược. Con này bên em đang ra giá là 100 triệu nha cả nhà. 100 triệu. Rồi, em mới nguyên đinh. Em mới nguyên đinh. Con này là nó có số xây ngược luôn nha. Hai cầu ba máy bên cơ số cơ. Đó. Bách kim. Hai cầu giờ được lái. Tem kiểm tra chất lượng của mình. 101 nha cả nhà. À 100 nha cả nhà. Rồi, các anh các bác nào coi kênh chưa đăng ký chưa like thì cho em xin lúc đăng ký lúc like ủng hộ kênh nha. Rồi và hai cả nhà mà ai cần thử em nói thì cứ nhấc máy liên hệ. Rồi kính chúc cả nhà một ngày gặt hái nhiều thành công và hạnh phúc. Kính chào.